trên cơ sở thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh, bám sát định hướng công nghệ ưu tiên của nhà nước quân đội. Các đề tài nghiên cứu ứng dụng của Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tạo ra nhiều sản phẩm vật tư, phục vụ huấn luyện, đào tạo, đảm bảo khí tài đặc trùng. Nhiều sản phẩm có tính lưỡng dụng. Đây là nỗ lực của đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và học viên của Học viện để Học viện Kỹ thuật Quân sự phấn đấu trở thành trường đại học nghiên cứu trong nhóm đứng đầu về khoa học, kỹ thuật và công nghệ của đất nước. Từng bước nâng cao thứ tự xếp hạng trường trong danh sách các trường đại học tiên tiến của thế giới. Đây là nền tảng để Học viện sẵn sàng tham gia đào tạo nhân lực chất lượng cao cho một số ngành khoa học công nghệ có thế mạnh. Vui mừng đón đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh nhấn mạnh, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học trên cả hai hướng khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng, đặc biệt trên các lĩnh vực mới. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét các đề xuất kiến nghị, tạo điều kiện để Học viện Kỹ thuật Quân sự phát huy tối đa năng lực, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đánh giá cao những kết quả của Học viện Kỹ thuật Quân sự đạt được, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định, các nhà giáo giỏi là tài sản chung của quốc gia. Qua nắm bắt tâm tư của các nhà giáo, các trường đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đánh giá được chính xác và có lộ trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực mũi nhọn, mang tính cấp bách và lâu dài. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn cũng gợi mở hướng phát triển với Học viện Kỹ thuật Quân sự nói riêng và hệ thống nhà trường quân đội nói chung, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội, nâng cao sức mạnh tổng hợp để xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc.